Chúng ta cùng mở lời của Đức Chúa Trời Phần Kinh Thánh ở trong Thư Galati chương 6 Chúng ta sẽ cùng tra xem với nhau lời Chúa Để chép ở trong Thư Galati chương 6 Từ câu 12 cho đến câu số 18 Đây là phần Kinh Thánh mà tôi tới Chúa Một sư Trần Thế Thiên Phước sẽ rao giảng buổi sáng nay Và chúng ta cùng đọc với nhau phần Kinh Thánh này Một cách chậm rãi để chúng ta suy ngẫm lời Chúa Kính mời Hội Thánh Chúa chúng ta bắt đầu. Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em còn như tôi tôi hẳn chẳng khoe mình trừ ra khoe về thập tự giá của đức chúa giêsu christ chúng ta bởi thập tự giá ấy thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì bèn là trở nên người mới Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Cái mời tôi tớ của Chúa Kính mời thánh chúa an toàn. cảm ơn chúa vì buổi sáng hôm nay chúng ta lại có cơ hội để học lời của chúa với nhau. đang học theo cái chủ đề này. do vậy thì bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề thực tế trong cuộc sống. Trong tuần lễ vừa qua thì hội thánh của Chúa có một cái lễ tang và có hai cái nhóm người đến để mà theo dõi một cách rất là chi tiết chi ly về cái vấn đề nghi thức của tin lành. Nhóm thứ nhất đó là nhóm cao đài. Nhóm thứ nhì đó là nhóm người Phật giáo. Họ đến với rất là hiếu kỳ. Rồi xong rồi họ xem rồi cái giờ mà sau khi mà đưa đi hỏa táng rồi đó thì buổi chiều trở lại đó thì là những người thân trong nhà và bạn hữu đó thì đến dự cái giờ cầu nguyện buổi chiều và tôi dành cái thời giờ đó là tôi nói, tôi muốn nghe quý vị cho chúng tôi biết đó là, là quý vị có cái cảm nhận thế nào về vấn đề người tin lành tổ chức lễ tang người này nhìn người kia rồi bắt đầu từ một chàng sinh viên chỉ đến một người trung thành với đạo cao đài chỉ đến một người ở trong một cái nghi lễ Phật giáo thì họ nói rằng đây là một điều mà chúng tôi không bao giờ có thể hiểu được Đó là có một cái nghi lễ rõ ràng, dễ hiểu Và nó cũng cho con người chúng ta biết ở đời này và biết ở đời sau Do vậy tôi lỡ theo đạo cao đài rồi Cho nên là tôi cũng khó mà muốn để mà thay đổi một cái đạo khác Tôi nói sao? Nói đám tang của người Phật giáo của chúng tôi là kèn rồi trống rồi lại yên nghĩa là không có tưởng tượng nổi là cái không khí nó nặng nề nó u ám nhưng mà tôi thấy ở đây thì hát yêu thương chúng tôi lạ lắm mà đến hội thánh ai cũng hỏi thăm ai cũng giúp đỡ ai cũng quan tâm đến những cái điều gì mà chúng tôi cần nên thì từ đó chúng tôi thấy rằng có một điều đặc biệt của người tin lành tôi mới nói cho họ nghe chúa giêsu phán hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta ta sẽ cho các con được yên nghỉ, được yên nghỉ. Và quý vị là con cái của Chúa, chúng ta cảm nhận được cái sự thay đổi một cái phước hạnh của chúng ta khi mà chúng ta có một cái câu trả lời cho cuộc đời của mình trước khi tin Chúa như thế nào và bây giờ sau khi tin Chúa thì mình á, ở trong một cái trật tự của lời Chúa ở trong một cái tổ chức của Hội Thánh để nhằm mục đích là giới thiệu về phúc âm cho người khác và cái đó gọi là gì chúng ta được chúa trút hết những cái gánh nặng xiềng xích của tội lỗi của hình thức của khoe khoang của nghi lễ con người ở bên ngoài để rồi chúng ta nhận được cái sự bề trong đó là biết chắc mình có sự sống đời đời nhưng mà rồi nếu giả như có một ngày nào đó tôi giả như chúng ta nghe cho rõ có một số người nào đó ở trong hàng giáo phẩm hay là phụ giúp gì đó để mới đề nghị người tin lành của chúng ta à nên à, tổ chức cái này nên tổ chức cái kia thêm một vài cái nghi thức văn hóa thêm một vài cái để mà trang điểm cho cái cái nghi thức tin lành của mình nó non đỉ nó ai oán rồi nó ò e rồi nó làm như là mình da giết đối với những cái người qua đời á thưa quý vị mình chịu không chịu không nó rõ là chịu không Tại sao không? Tại sao không? Đó, vấn đề là giờ đó chúng ta để cái cân nghĩa hỏi là tại sao không? Chắc chắn chúng ta sẽ nói là lý do là tại sao mình đã được cởi khỏi xiên xích mình được tự do, mà được hiểu biết lời của Chúa mà lôi ba cái cũ đó vô làm cái gì Phải không ạ Nhưng lịch sử của hội thánh Lịch sử của chặng đường mà các thánh đồ đã đi qua, đặc biệt là ở trong sách Galati này á thì cũng đã ở trong rơi vào trong cái hiện trạng đó là thay vì sống với con người mới thì họ lại được yêu cầu họ được rủ rê và họ đưa ra những cái quy ước là bắt đầu trở lại trở lại với cái cũ đó để làm gì? Để mà được cứu, được và à, một cái gì đó vinh hành của Đấng Christ. Nên chúng ta sẽ quay trở lại với lời Đức Chúa Trời trong sách Galati đoạn thứ sáu để chúng ta thấy được đó là một cái rủi ro có thể nói như vậy hay là một cái điều mà không thể chấp nhận được mà các giáo sư giả tà giáo đương thời á, muốn lôi cái cũ vào ở trong cái mới và nó đã làm cho tổn thương tôi tới của Chúa biết là dường bao khi mà đã nặng công để mà gây dựng một cái hội thánh theo khuôn mẫu là đổi mới con người bề trong từ ở nơi Đấng Chris kinh thánh chết thế nào hết thảy những người muốn cho mình đẹp lòng người ta theo phần xác ép ép nữa quý vị ép anh em tín hữu chịu cắt bì hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của đấng Chris mà bị bắt đớ đó tôi thưa quý vị ý là nói gì đó là tin chúa được thập tự giá được nhưng mà đối với là cái luật của người do thái đó là mình phải có một số các cái nghi lễ của người Do Thái vì như vậy thì mình mới trọn vẹn và như vậy thì mình được đó là cái tiêu chuẩn đầy đủ là con cái Đức Chúa Trời. Tôi tới của Chúa là người học về Đức Chúa Trời. Ông đã mạnh dạng và cái tính dùng cái chữ là chính tay của tôi viết cái ý này để cảnh cáo các sao sư giả, để cảnh cáo những con người sáng chế để cảnh cáo những cái con người mà muốn thêm đem cái hình thức của thế gian, đem những cái nghi lễ, đem những cái văn hóa mà không được soi sáng với lời của Chúa đó để rồi gì làm cho người ta trở nên gánh nặng. Trong cái Chúa Giêsu phán, hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Rồi, thôi giờ đã một vé chúng ta tạm dừng. Rồi câu gốc chúng ta đọc ở trong cái tờ chương trình mình đây. À bây giờ chúng ta để vác cái câu câu gốc. Bây giờ chúng ta đọc một cái câu kinh thánh là Ma-ti-đô 4 là Đức Chúa Giê-su phán cùng môn đồ rằng nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, Đó, liều mình rồi nhớ rồi vác rồi đi theo ta. Mà chúng ta biết con đường thập tự giá của Chúa Giê-su á là con đường không phải nhung lụa, con đường không phải là hoa hồng mà gai chông rồi đánh đập thậm chí là sự chết nữa mà bây giờ đó một bên thì mình mới hiểu xong là ô bao nhiêu gánh nặng trút hết ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ hãy học theo ta và vân vân và vân vân bây giờ lại đối diện với là ai muốn theo ta phải liều mình vác thập tự giá mà theo ta hai ý này nó có mâu thuẫn không có mâu thuẫn không nhưng danh chúa giêsu tôi thưa các bạn anh em không có mâu thuẫn vì chúng ta được chúa cứu chúa đem con người chúng ta từ tối qua sáng để chúng ta tự do đi theo chúa và trong cái hành trình tự do đi theo chúa này á, nó có một cái khuôn mẫu của chúa đi và chúng ta phải có một cái thời gì được trải nghiệm phải có một cái giai đoạn để mà chịu trưởng thành phải có một cái gì đó thấy rõ ràng là chúng ta theo chúa là vì cớ cái nghi lễ tôn giáo hay là chúng ta theo Chúa Vì cứ chúng ta đã kinh nghiệm được Sự đổi mới bề trong Mà Chúa đã hành động cho chúng ta Để đến nỗi mà lấy súng Mà bắn cái đung đấy chăng nữa đó Chúng ta nhất quyết là không có bỏ Chúa Không có bỏ Chúa Một trong những cái nguy cơ Của hội thánh của Chúa ngày hôm nay Đó là không có ai mà bỏ Chúa hết đó, Nhưng mà họ bỏ Chúa từ từ Họ bỏ Chúa bằng cách đó là thưa dần cái mối quan hệ mình với chúa qua lời chúa thưa dần cái sinh hoạt của mình với hội thánh của chúa thưa dần cái nối kết của mình đối với cái sự hướng dẫn để có một cái nguyên tắc vàng ở trong đời sống cơ đốc nhân và sau một thời gian thì người đó đã mất đức tin tưởng rằng mình còn đức tin mà mất đức tin lúc nào không hay mà kinh thánh dùng với là lòng yêu mến chúa bị nguội nguội từ từ, nguội lần lần như vậy. Đây là một cái sự cảnh cáo và nhắc nhở cho đời sống của mỗi người chúng ta trong hành trình theo Chúa. Vì vậy, chớ có dạ dột mà chúng ta dùng sức riêng của mình để mà theo Chúa mà mỗi một ngày chúng ta phải dùng cái tinh thần của Đức Chúa Giêsu đi trong con đường thập tự giá đó. Vì đỉnh điểm của thập tự giá đó là sự chết, sống là sự sống lại, và sự vinh quang thể hiện một cái uy quyền trên cả thế giới này và cái uy quyền đó hiện nay hiện nay đang nằm trong tay của cơ đốc nhân đang nằm ở trong miệng của cơ đốc nhân đang nằm ở trong trí của cơ đốc nhân để chúng ta ăn để chúng ta cũng nói về đấng chris ngủ chúng ta cũng suy nghĩ về đấng chris sống chúng ta cũng sống về đấng chris và tóm tắt chung một câu như câu mục đích của chúng ta là gì đó là chúng ta với một mục đích là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm chi khác thì vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Thế nên có ba điều mà chúng ta có thể thấy được và cứ đúng như chúng ta nhìn thấy được cái giá trị tuyệt đối từ thập tự giá của Chúa Giêsu và bây giờ là chúng ta tự hào về Chúa. Tự hào về Chúa chứ không phải là lo lắng, sợ hãi hay là chúng ta ruột rè. Tôi biết trong vòng quý vị ở đây có ai gặp khó khăn gì ở trong cái vấn đề đó là mình bày tỏ đức tin với gia đình, với cha mẹ, với thân tộc hay là những người quen của mình không? Nếu ai có thì xin chúng ta hãy trở lại với cái chỗ phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đang nghe đây để chúng ta xác định lại cái chỗ đứng của mình. đương nhiên chúng ta không phải là người liều lĩnh đứng ra mà tổ chức khoe khoang, khoang múa về đạo ở trước mặt những người vô tín chống đối chúng ta nhưng cái quyền năng của thập tự giá ở bên trong đời sống của chúng ta nó sẽ làm cho người ta kính phục người ta ghét nhưng mà người ta cũng đánh giá được thế nào là một con cái của Chúa Giêsu là người tin lành có ba điều chúng ta thấy ở tại nơi đây thứ nhất đó là con đường thập tự giá của Chúa Giêsu đi và con đường đó chúng ta cũng đi và các tín hữu trong hội thánh của Chúa ở tại Galati thì cũng đã đi như vậy. Từ đó chúng ta thấy rằng chính những cái sự khuyên bảo của lời của Chúa và nói cho hội thánh của Chúa đương thời thì nói rằng người gieo cho xác thịt thì bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt lấy sự sống đời đời. Chớ có mệt nhọc về sự làm lành vì nếu chúng ta chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt Vậy đương lúc có dịp tiện Hãy làm điều thiện cho mọi người Nhất là cho anh em chúng ta Trong đức tin Cái con đường thập tự giá mà Chúa Giêsu đi Cái con đường nó để lại cái bông trái Và một cái hành động khu mẫu chúng ta làm đó là gì Đó là chúng ta sống ở Trong sự yêu thương và chúng ta đi ở trong cái quyền năng của Chúa ở trong sự dẫn dắt của Đức Tinh Linh và trong thập tự giá thì không có cái việc đó là mệt mỏi vì chúng ta là người đi bằng sức của Chúa chứ không phải là đi bằng sức riêng của con người. Chúng ta tưởng tượng hình ảnh của thập tự giá mà trong tâm giao đó có viết một trang giới thiệu cho chúng ta về cái hành trình thập tự giá của Chúa Giêsu ở trong trang 2 đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng nó kinh khủng như thế nào. Nhưng mà trong cái kinh khủng này Thì Đức Chúa Giêsu Ngài đã đi trọn vẹn con đường đó Và chính Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy cái sự trọn vẹn đó Mà Ngài vui lòng Và Ngài cũng dùng cái điều đó Để ban phước cho hội thánh của Chúa Ngài hôm nay Thưa hội thánh của Chúa Cái nguy cơ của hội thánh Galati là gì? Bị một số người dẫn dụ Họ là những người có tôn giáo họ là những người giữ luật pháp và bây giờ họ muốn kéo những cái người đó, đó là ở trong hội thánh của Chúa phải giữ nghi lễ phải giữ luật pháp phải trở lại một vài cái phong cách của cái nếp sống cũ đó thì như vậy mới được sự cứu rỗi thì con đường thập tự giá là con đường loại trừ chứ không phải con đường thỏa hiệp thế nên tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay có rất nhiều điều dễ thỏa hiệp lắm rất nhiều điều dễ thỏa hiệp thỏa hiệp trong cái công việc làm với thế gian thỏa hiệp ở trong vấn đề mối quan hệ chúng ta với cộng đồng thỏa hiệp về vấn đề là chúng ta chỉ nhẹ một chút giảm một chút hay là lách một chút để mà gọi là linh hoạt nhưng mà thật sự đó là một điểm đen ở trước mặt đức chúa trời đức chúa trời muốn chúng ta là những người được kéo ra khỏi thế gian và chúng ta sống bằng sức mạnh của chúa bằng cái sự dẫn dắt của đức thế linh Chứ không phải là chúng ta bằng sức riêng để giữ đạo của Chúa. Kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thanh linh mà gặt lấy sự sống ở đây. Đỉnh điểm của thập tự giá là gì? Đó là đưa chúng ta đến một đời sống giá trị, một đời sống phước hạnh để mà chúng ta đứng trước bà Chúa trong đời này và trong cả đời sau nữa. Cảm ơn Chúa trong cái giờ cầu nguyện vào buổi chiều hôm mà lễ tang xong thì có ba người ba người mà nói chuyện rất rõ rất kỹ và quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa của mình và tôi trình bày rất rõ thế nào là thập tự giá thế nào là cái cầu để dẫn mình và chọn lựa và nếu quý vị muốn thì tôi sẽ hướng dẫn và khi tôi bắt đầu hướng dẫn thì họ nói rất to nói nghe mọi người chung quanh nghe rõ ràng là cái cái biểu uh, tượng tình cảm của mình khi mà có một cái ảnh hưởng của tin lành đến với đời sống của họ tôi không có nói nhiều hơn nhưng bước một của chúng ta đó là gì đó là con đường thập tự giá chưa xưa đi và chúng ta cũng muốn đi chúng ta không có từ chối chúng ta đừng có tỏa hiệp đừng có chạy theo hình thức ở bên ngoài giống như là những giáo sư giả đương thời đó muốn kéo hội thánh của chúa về với là luật pháp của tôn giáo do thái đương thời bây giờ Điều thứ nhì mà chúng ta suy gẫm tại nơi đây là có hai chữ mà trong Kinh Thánh có chép là là chữ khoe mình về thập tự giá. Con đường thập tự giá bây giờ là chúng ta đến phần đó là khoe mình về thập tự giá. Tôi tới cô Chúa đã kinh nghiệm và cho chúng ta biết như sau, còn như tôi tôi hẳn chẳng khoe mình. Tôi không có tự hào về mình nhưng tôi có duy nhất một điều là tự hào về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và bởi thập tự giá ấy, đối với tôi không còn có hình thức ở bên ngoài nữa hay là đối với tôi tất cả mọi việc đều đã bị đóng đinh rồi thứ nhì đó là chúng ta tự hào về thập tự giá của Chúa thưa hội thánh của Chúa câu hỏi được đặt ra luôn luôn mà nó nung nấu trong lòng tôi và quý bà anh chị em đó là tin lành đã đến với Việt Nam và chúng ta cũng 100 năm và sắp sửa tới đây thì chúng ta cũng sẽ đến viện thần học để dự lễ chương trình kỷ niệm 100 năm tin lành đến tại vùng Sài Gòn gia đình ngày xưa đây là vùng này nó bao gồm cho đến Bình Chánh ra đến ngoài Vũng Tàu là cái vùng mà ngày xưa gọi là cái vùng Sài Gòn cũ đó thì tin lành đã đến đây và đã được rao giảng để cho mọi người có cơ hội nghe và cảm ơn Chúa thì có một số người đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa của chính mình và từ đó theo lịch sử thì năm nay là năm mà chúng ta có để mà chúng ta giữ cái sự kiện đó hội thánh của Chúa có một số các thành viên trong ban hát cũng đã chuẩn bị rất là công phu để đến dự cái chương trình 100 năm tin lành đến tại thành phố Hồ Chí Minh. Những câu hỏi được đặt ra đó là Có phải chăng 100 năm này đó là chúng ta khoe về tổ chức Hay là chúng ta khoe về cái gì Khoe về cái gì Chắc chắn một tí xíu nữa Ban à, truyền giảng sẽ gửi cho chúng ta hai loại thiệp Một cái thiệp mời Để mời thân hữu đi dự chương trình truyền giảng Vào tối của ngày 23 Ở tại Viện Thần Học rồi một thiệp nữa là chúng ta mời đi gần hơn Đó là một cái chương trình và truyền giảng của hội thánh của Chúa Ở trong hội thánh địa phương của chúng ta tại nơi đây Thế thì chúng ta thấy khoe mình về thập tự giá của tôi tốt của Chúa Đó là ông nói đến cái điều đó là đối với tôi Kinh Thánh nói là đối với tôi Tôi có một điều duy nhất đó là tôi tự hào về con đường của Chúa mà tôi đi theo Và thứ nhì Đó là tôi không tìm kiếm cái, cái cắt bì Tôi không kìm đến cái hình thức ở bên ngoài Tôi không tìm kiếm một cái gì mà nó mang tính là phô trương Nhưng mà cái điều tôi tìm kiếm đó là Đổi mới con người bề trong Nếu chúng ta có về biết chúng ta gặp dưới cái câu đó là Điều cần yếu chẳng phải là việc chịu cắt bì Mở ngoặt theo luật pháp hay là việc không chịu cắt bì mà bèn là trở nên người mới trở nên người mới trong khi tôi dọn dẹp chuẩn bị những cái hệ thống sách vở ngăn nắp cái nào của hội thánh rồi cái nào có một vụ huấn luyện rồi cái nào là của một vụ cá nhân để chúng tôi chuẩn bị đến một nơi khác học về chúa thì tôi vô tình mở ra một sắp bài thi của trường nhân sự thực hành 50 người trong cái là bài thi đó thì có viết ba khoản Cuộc đời tôi trước khi tin Chúa Rồi những cái dấu hiệu ngày nay biết rõ tôi thuộc về Chúa Và điều thứ ba là mơ ước của tôi Khi mà tôi đi học trường nhân sự thực hành Trong khi đó hội thánh đây thì có sáu người đi học Tôi rất là cảm động và ngạc nhiên từ một người nữ đến người nam họ viết về cuộc đời của họ trước khi tin Chúa và có một ấn tượng tôi có tên là cô Nguyễn Thị Tuyến Cô nói là trước khi tôi tin Chúa này tôi rất là căm ghét về tin lành Vì cớ đó, đó là tôi thấy là khi mà mình theo đạo tin lành đó là không có được có việc làm Thi đậu cũng không có được vô trường Và dường như là con cái của người tin lành là đi nông trường, đi kinh tế mới thôi Cho nên là tôi rất là ghét tin lành Có đạo với cha mẹ từ nhỏ nhưng mà không có còn muốn có một cái gì về tin lành vì cảm thấy là mình bị mất quyền lợi quá nhiều nhưng sau đó thì cảm ơn Chúa cô đã có một cái cơ hội được Chúa thức tỉnh thức tỉnh rồi trở lại với lời của Chúa thì cô nói lúc bấy giờ thì cô mới được gặp Chúa thật rồi được Chúa thay đổi và bây giờ không phải là ghét tin lành mà bây giờ đi học lời Chúa để rao giảng tin lành rao giảng tin lành Tôi thấy một cái hình ảnh quá đẹp về một người phụ nữ, một người ở trong hội thánh. Nhưng mà ở trong một cái khúc quanh lịch sử nó quá tổn thương. Mà có lẽ ai trong vòng quý vị mà cái tuổi mà từ 60 đổ lên á, thì chúng ta nếm trải được những cái thế nào của gọi là giai đoạn công xã, của cái giai đoạn mà đi làm được một ngày được 10 điểm, 11 điểm rồi lấy cái tô, hứng cho một cái tô lúa vậy nè, Tôi nhớ hồi đó thì tôi không có cái đồ hứng Thì tôi mới là cởi lấy cái cái quần mà ống dài đó Tôi buộc ngược hai cái ống lại Rồi đổ lúa vào đó Rồi rồi bỏ lên cổ đi về Rồi phơi à, Rồi phơi Rồi à, củ mì Ồ oh, tôi thấy cái củ mì rồi cái vỏ củ mì Mà tại sao người ta cũng xin rồi người ta về Người ta ngâm Ngâm rồi người ta sắc ra Rồi người ta và con cái của Chúa ở trong cái hoàn cảnh đó thương lắm con có các mục sư thì là đi lâm trường với là đi nông trường thôi chứ không có ai mà có được một cái bằng cấp nào mà đi học mấy cái trường trung cấp hay là đại học vì cớ là người tin lành những giai đoạn kinh khủng từ năm 75 đến năm 85 nhưng cảm ơn Chúa một điều đó là trong cái thời điểm đó thì hội thánh của Chúa rất thương yêu nhau con cái của Chúa ít nhưng mà rất là gắn bó với nhau ai mất thì mất mà ai còn thì còn và sống chết với cái điều mình có ở từ lời lời của Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh của Chúa, vì vậy, chúng ta có cớ mà khoe mình ở trong cái trải nghiệm mà chúng ta bị hoạn nạn vì cớ Chúa. Chúng ta có cái cớ để mà chúng ta bày tỏ về cái tình yêu của Chúa qua đời sống của chúng ta. Nên vì vậy, nếu là một con người mới Tôi chân thành mà nói với bà anh chị em, nếu con người chúng ta mà tin nhận Chúa Giêsu mà được đổi mới đó, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ im, không bao giờ dán mà kêu mà cái miệng mình cứng mắt à, nhưng mà mình sẽ có một cái cơ hội để mà làm chứng về Chúa cho người khác. Tôi có tiếp xúc một vài người, một anh bây giờ đa là một người nhân sự rất là trung tín của văn phòng tổng hội tên là anh Sơn. Anh có nói một sư, một anh em trong hội thánh Tân Phú á, giúp đỡ đó, làm chứng về Chúa cho tôi á, cho nên là tôi tin Chúa đó và bây giờ tôi được hầu về Chúa. Rồi một người nữa tôi đi dạy một cái lớp ở trên hội thánh ở tây ninh, cái chị này chứ nói rằng tôi đang muốn tự tử mà chết và cái gì cũng sẵn bên rồi nhưng mà có một người của hội thánh Tân Bố này nè, hồi đó nó cứ tới nói hoài à, nói dai lắm, đi nhà thờ chút đi, đi cho biết đi, và dằn con mấy lần cuối cùng nể để mà đi và cuối cùng nhờ cái đi từ đó đó đến nhà thờ ở tại mộc hóa rồi nghe về chúa cảm ơn chúa lời chúa đã động đến bố cuộc cô này đi nhận chúa và chúng ta biết điều gì và hiện nay là chấp sự của hội thánh trảng bàn tây ninh ạ quý vị ơi hãy tỏ ra mình là một ân nhân của người khác Hãy tỏ ra mình là một cái người mở cái miệng mình ra Để mà một cái gạch nối Hay là một cái sự níu kéo Một cái kiên trì mời thân hữu của mình Mà đằng sau đó là mình cứu được một người Mà sau một người đó là một gia đình Và một gia đình đó biết bao nhiêu người Tôi có thể thưa với hội thánh cửa Chúa Chúng ta phải thay đổi thôi Vì ở tại nơi đây là Bèn là trở đến người mới và một con người mới là con người gieo trồng ở trong đức tin linh và kinh thánh chúng ta biết rằng đức tin linh dán đi các người, thì các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép mà làm chứng về ta tôi luôn luôn bị thách thức có những lúc nhà tôi nói với tôi mình đến đó không có người nào đến đó không có nhân sự âm nhạc đến đó là không có người phụ giúp hướng dẫn đến đó không có một người để mà có thể nhưng mà tôi nói với Chúa rằng em ơi chắc chắn mình có một người một người. Và tôi cứ ao ước rằng khi mình đến với một người và Chúa làm việc thì sau một người đó thì có thêm một người tin Chúa và từ một người tin Chúa đó thì tôi nghĩ rằng một thời gian thì cái cánh đồng Chúa mở ra nào là những người người vợ là người Việt mà có chồng người Lào không tin Chúa rồi những người Lào có chồng mà có vợ không tin Chúa rồi con cái của họ bây giờ thì là chỉ có cái nghe nghe thôi Bây giờ mình phải đến Mình nghe đây thập tự giá là đây Tin lành là đây Tin vui cho bạn đây Và chứng đạo sâu rộng môn đồ hóa Cái gì mà Chúa nuôi dưỡng mình bốn năm chục năm qua để làm gì Há không phải là để làm chứng nhân cho Chúa Và mở hội thánh của Chúa sao Nên tôi thấy một điều rằng Vấn đề là tôi nhân dân Chúa mà kêu gọi Quý bà anh chị em các vị doanh nhân các bạn trẻ, các sinh viên, những con người còn tiềm năng còn trẻ này, hãy nhìn một người thân hữu là một cánh đồng, vì sau thân hữu đó là cả một gia đình, cả một gia tộc, cả một nhóm người cầu nguyện tin nhận Chúa, chứ không phải là chúng ta nói ra là bị vô ích hay là bị xem thường đâu, không có đâu. vấn đề là gì? lòng của chúng ta có thật sự được đổi mới? chúng ta có kinh nghiệm về quyền năng thánh linh của Chúa? Chúng ta có lòng yêu thương những người mà chưa được cứu với cái tấm lòng cháy bỏng như là Chúa Giêsu ngày yêu thương đó thì chúng ta sẽ khác liền. Nên bước thứ hai của chúng ta là khoe mình về thập tự giá của Chúa. Thứ ba đó là chúng ta bước đi với sứ mạng của thập tự giá. Bước đi với sứ mạng của thập tự giá. Kinh thánh chép như thế nào? Chúng ta xem ở tại nơi đây Nguyện xin sự, sự bình an và sự thương xót Dán trên hết thảy những người noi theo mẫu mực này Mẫu mực là gì? Mẫu mực đó là cương quyết không trở lại con người cũ Đó là nuôi dưỡng để mà trở nên con người mới Và thứ ba đó là sẵn sàng chịu khổ, chịu thương Chịu một cái tổn thương nào đó Vì cớ mình truyền giảng phúc âm để làm gì? Để cho Chúa được vinh hiển và chúng ta không hổ thẹn trước mặt Ngài. Ước gì từ này về sau chẳng ai làm khó cho tôi vì trong mình tôi có đốt dấu vết. Cái là ông muốn nói với là những người chung quanh đó, những giáo sư giả đó, những người hiểu biết kinh thánh đó. Thật ra thì chúng ta thấy hội thánh của Chúa thường không phải chỉ là những cái bách hại từ bên ngoài của các cái thế lực của các tôn giáo bạn, các tôn giáo khác. Nhưng cũng không ít những cái khó khăn từ những con người bên trong Và trong chức vụ hầu vị Chúa của chúng ta Trong cái vai trò làm người, làm vợ, làm chồng ở trong gia đình ngày hôm nay Thì đôi lúc chúng ta cũng thấy là mình phải trải nghiệm với những cái khó khăn từ bên trong đó Nhưng hãy nhớ mình là một người có cái đốt cái dấu vết của Đức Chúa Giêsu Christ Tôi còn nhớ một tôi tớ của Chúa giảng ở tại Tân Phú đây Ông nói á, cái người mà nóng giận mạnh đập bàn cái râm ông nói người đó không có mạnh đâu nóng giận đập bàn một cái rầm nóng giận mà la người ta một cái râm nóng giận phát biểu một cách nghĩa là dữ dội rồi nghĩa là mệt này nghĩa là tay chân rung lẩy bẩy nè để thể hiện được một cái bản lãnh của mình á ông nói người đó không có mạnh đâu về gác tay lên trán á người đó yếu hay mạnh quý vị yếu vì sao mình đâu có vớt lại được mấy cái lời nói đó, mình đâu có rút lại được cái hành động đó, nữa. mà đó không phải là hành động của một con người đi theo Chúa Giêsu. Vì vậy chúng ta phải xin Chúa ngài cứu chúng ta cái miệng của mình, cứu chúng ta trong cái hành động của mình, cứu chúng ta trong cái đường đi của mình đó là một con người mới và hãy nhớ chúng ta có cái đốt cái dấu vết của thập tự giá bước đi trong sứ mạng là gì? Đó là chúng ta hãy nhớ mình có dấu vết của Chúa Giêsu đóng ấn. Hãy nhớ mình có một cái tâm trí để chia sẻ phúc âm mà Chúa Giêsu ngài đã làm mẫu cho chúng ta. Hãy nhớ đây là một hội thánh vững mạnh và chúng ta không hề sợ hãi mà sẵn sàng bước đi với cái sứ mạng của Chúa giao cho. Thế nên câu hỏi được đặt ra là bây giờ tôi phải làm gì để mà có thể đi được con đường thập tự giá này? Rất đơn giản, hãy mở lòng mình ra như là đứa trẻ con để rồi á từ đó chúng ta mới có thể thấy được cái sự đơn sơ của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời và sự đơn sơ này nó làm cho mình thấy rõ được cái giá trị mà Đức Chúa Trời ngài đang làm ở trong đời sống của mỗi người ở trong vòng của chúng ta và đặc biệt là chúng ta sẽ thấy được rằng đó là Chúa ngài đang hành động ở trong hội thánh của Chúa chứ không phải là Chúa ở đâu xa quá mà chúng ta không có thể liên lạc hay là không có thể được đối thoại đối với Ngài đó là điều mà tôi muốn kêu gọi cùng với quý vị trong buổi sáng hôm nay, cũng như chính mình tôi để rồi chúng ta bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào thì chúng ta là những cái con người đi trong đường lối của Chúa và hết lòng khám phá về những cái gì mà Đức Chúa trời ngày dành cho chúng ta ở trong Đấng Christ. Tôi nhớ có một người cha à, không khen mà lại nói một câu đấy con làm thơ nhưng mà dở hơi vậy. Thế mà làm một cái bài thơ như thế này Tưởng là ai Bố là con của ông nội Tưởng là ai Mẹ là con của bà ngoại Đó, Làm thơ vậy thôi Hai câu Ông bố ông mới chê ông Nói thơ gì mà thơ dở hơi Thơ bí bài ha Tôi nói không Một đứa trẻ con Năm sáu tuổi mà nó đã nói được như vậy đó Thế thì mục sư phải thêm cái câu á đó là con có bà ngoại hả và dạ, qua nội hoặc là qua ngoại nơi nào cũng chứa đầy tình thương đó, ông sư và thêm hai câu đó vô nữa là chắc chắn là khích lệ một tấm lòng đơn sơ tôi thưa với quý vị một tấm lòng đơn sơ của chúng ta với đức thánh linh nó đơn giản vậy đó chúa ơi con không phải là người tri thức nhưng con yêu họ Chúa ơi con không phải là người khôn ngoan Nhưng con bắt đầu với một người để chia sẻ Về cái điều con có chúa ơi, con không phải là một cái người bản lãnh nhưng mà chưa giúp con để con không nóng nảy con không nói những cái lời mà nó mất đi cái uy quyền thuộc linh và đừng bao giờ bỏ qua cái giờ cầu nguyện tìm kiếm đức Thánh linh viết ra cái điều gì mình muốn từ nơi lời của chúa chắc chắn là quý vị sẽ thành công xin chúa ban phước cho toàn thể hội thánh của chúa để chúng ta đi con đường thập tự giá khoe mình về thập tự giá và chúng ta thực hiện cái sứ mạng của thập tự giá muốn thật hết lòng amen